Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 16 tổ chức kỳ họp thứ 13. Đối thoại với doanh nghiệp vận tải về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nô nức ngày hội tòng quân ở giáo xứ Đan Sa. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, ngày 8 tháng 9, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 16 đã tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường để bầu bổ sung chức danh trưởng ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2011-2016. Đồng chí Lương Ngọc Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lương Ngọc Bình nhấn mạnh, việc bầu bổ sung chức danh trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 là nội dung quan trọng cần thiết nhằm đảm bảo cho ban văn hóa xã hội thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Trước đó, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2011-2016 đã xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu và miễn nhiệm chức danh trưởng ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Đỗ Như Thắng với lý do được điều động để nhận công tác tại ban tổ chức trung ương. Hiện nay, trưởng ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh còn khuyết chức danh trưởng ban. Để đảm bảo số lượng và cơ cấu thành viên ban văn hóa xã hội theo quy định, thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giới thiệu ông Trần Thanh Văn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bố Trạch, phó ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử để bầu giữ chức danh trưởng ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 16, nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu cử và ông Trần Thanh Văn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bố Trạch, phó ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trùng cử vào chức danh trưởng ban văn hóa xã hội của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2011-2016. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lương Ngọc Bình đã chúc mừng thành công của kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh hiện nay các cấp các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đang tiếp tục thực hiện các kế hoạch của năm 2014. Vì vậy, trong thời gian còn lại, cần tập trung phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết mà Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2011-2016 đã đề ra. Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Trần Công Thuật, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Hới cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở thành phố đã đến thăm tặng quà các trường mầm non trên địa bàn và trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật thành phố Đồng Hới. Trong không khí rộn ràng của Tết Trung thu, cùng với việc chuẩn bị mâm cỗ công phu, các trường đều có chương trình văn nghệ đặc sắc để biểu diễn mừng ngày Tết của tuổi thơ. Đến thăm và vui Trung thu với cô cháu ở các trường, lãnh đạo thành phố Đồng Hới đã biểu dương sự chuẩn bị chú đáo cho ngày Tết thiếu nhi, mong muốn các trường tiếp tục thi đua nâng cao chất lượng giáo dục và lưu ý chính quyền các địa phương dành sự quan tâm và đầu tư đúng mức cho ngành học mầm non, giúp các cháu phát triển toàn diện để sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội. Dịp này, tại nhiều xã phường, khu dân cư ở thành phố Đồng Hới cũng đã tổ chức vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng trong bầu không khí vui tươi ấm áp. Đây không chỉ là ngày để trẻ em được vui chơi, mà còn là dịp để toàn xã hội thể hiện tình yêu thương của mình với con trẻ, qua đó giáo dục cho các em về truyền thống văn hóa của dân tộc. Nhân dịp Tết Trung thu 2014, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Hới, Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật huyện Quảng Ninh, Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch và Mái ấm hy vọng tại xã Quảng Phương huyện Quảng Trạch. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vui mừng phấn khởi khi thấy các cháu đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn và được đón Tết thiếu nhi trong bầu không khí ấm áp. Chia vui với các cháu thiếu nhi, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao những phần quà thiết thực ý nghĩa, chúc các cháu chăm ngoan học giỏi, đoàn kết yêu thương nhau và đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa trong năm học mới. Để các cháu được phát triển một cách toàn diện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, nhà trường, các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đến các cháu thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là các cháu khuyết tật và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục quan tâm chăm lo và làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để các em trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội. Nhân dịp Tết Trung thu, lãnh đạo huyện Bố Trạch cũng đã đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi xã Phúc Trạch, là xã miền núi với trên 90% đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Cuộc sống của người dân cũng như trẻ em nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Đến thăm và chia sẻ niềm vui với thiếu nhi xã Phúc Trạch, lãnh đạo huyện Bố Trạch mong muốn các cháu cố gắng hơn nữa trong học tập, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, vui chơi lành mạnh, làm nhiều việc tốt.
đồng thời lưu ý địa phương và các bậc phụ huynh cần thường xuyên quan tâm chăm sóc để các cháu phát triển toàn diện, trở thành những chủ nhân tương lai của quê hương đất nước. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Trạch và các tổ chức đoàn thể đã trao trên 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, các em có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi. Nhân dịp Tết Trung Thu, chiều ngày 8 tháng 9, lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã đến thăm và tặng quà Tết Trung Thu cho các cháu thiếu nhi ở một số trường mầm non trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thị xã Ba Đồn khẳng định các cháu thiếu nhi nhi đồng là thế hệ tương lai của đất nước. Các em cần được chăm sóc dạy dỗ trong sự yêu thương đùm bọc của cộng đồng, gia đình và xã hội. Do vậy, các địa phương, nhà trường cần tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em được vui chơi, học tập và phát triển toàn diện. Lãnh đạo huyện Lệ Thủy cũng vừa đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại trường mầm non, trường tiểu học và trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật trên địa bàn huyện. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện đã động viên các cháu cố gắng học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi. Lãnh đạo chính quyền địa phương đã đề nghị các trường mầm non và trường tiểu học cùng trung tâm khuyết tật cần tiếp tục quan tâm đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật, trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Từ đó tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập vui chơi trong môi trường lành mạnh. Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hóa, kiểm soát tải trọng phương tiện và tháo gỡ khó khăn trong vận tải hàng hóa, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ. Hôm nay ngày 8 tháng 9, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị họp bàn và đối thoại với doanh nghiệp vận tải về các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thiếu tướng Thư Hồng Sơn dự và chủ trì hội nghị. Hiện nay ở nước ta, phương thức vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng lớn trong vận tải hành khách và hàng hóa. Tại tỉnh Quảng Bình, tình trạng xe chở hàng quá trọng tải diễn ra rất phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Qua thống kê cho thấy, trong tổng số xe được kiểm tra có đến khoảng 50% số lượt xe vi phạm chở hàng hóa quá tải trọng cho phép. Riêng trong 8 tháng đầu năm 2014, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải và Cảnh sát Giao thông trên địa bàn đã tiến hành kiểm tra 4.700 lượt phương tiện, trong đó đã phát hiện và xử lý trên 1.800 trường hợp xe quá khổ quá tải, tước giấy phép lái xe 1.500 trường hợp, phạt tiền trên 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình kiểm soát xử lý xe quá khổ quá tải đã nảy sinh một số bất cập. Ý thức chấp hành luật an toàn giao thông, các quy định về vận tải hàng hóa của một số doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ phương tiện chưa cao. Nhiều chủ xe đã tự cơi nới, cải tạo thùng xe để chở hàng quá tải. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp đã trình bày một số vướng mắc trong quá trình kiểm soát tải trọng phương tiện, trong đó đề cập đến những bất cập về đăng ký, đăng kiểm phương tiện khi tải trọng cho phép tham gia giao thông của các phương tiện xe cơ giới hầu hết lại giảm xuống so với thiết kế ban đầu của nhà sản xuất. Khi việc xử lý quá khổ quá tải bị siết chặt, hoạt động vận tải của nhiều công ty đã bị trì trệ, phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến phí vận tải cũng như thời gian vận chuyển. Một số doanh nghiệp đề xuất nới lỏng quy định xử phạt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Tư Hồng Sơn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc kiểm soát xe quá khổ quá tải đối với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông, đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới thành thùng xe, trường hợp trốn tránh hoặc có hành vi gây khó khăn cản trở việc kiểm soát tải trọng của các cơ quan chức năng. Để chủ trương siết chặt tải trọng xe được thực hiện một cách hiệu quả, ngoài việc tăng cường kiểm tra xử lý của các cơ quan chức năng, thì các doanh nghiệp và chủ phương tiện cần chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các quy định về quản lý hoạt động vận tải hàng hóa. Tại hội nghị, các doanh nghiệp và chủ phương tiện đã ký cam kết thực hiện các quy định về tải trọng xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ. Sáng nay ngày 8 tháng 9, tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng tổ chức buổi giao lưu với chủ đề Thanh niên với văn hóa giao thông. Tại đây, tập thể cán bộ giáo viên và gần 1.000 học sinh của trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng đã được đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình trực tiếp tuyên truyền về sự nguy hiểm từ việc không chấp hành luật lệ giao thông và những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông học đường như nghiêm cấm học sinh không đi xe máy đến trường, cách đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không phóng nhanh vượt ẩu, không đi hàng ba hàng tư sau giờ tan học. Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông được tổ chức là dịp để tuổi trẻ trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng nói riêng và tuổi trẻ các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh nói chung có nhận thức đúng đắn khi tham gia giao thông, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm của học sinh đối với cộng đồng trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Cũng tại buổi giao lưu, tỉnh đoàn Quảng Bình đã trao 50 mũ bảo hiểm cho các em học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng và tổ chức ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông học đường. Sáng nay ngày 8 tháng 9 năm 2014,
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bố Trạch đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2014-2019. Nhiệm kỳ 2009-2014, công tác hội và phong trào thanh niên huyện Bố Trạch đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 5 năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã phối hợp với các ngành chức năng mở khoảng 30 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 4.200 hội viên, chủ trong triển khai các nguồn vốn vay với tổng dư nợ đạt trên 17 tỷ đồng nhằm giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên trên toàn huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã phối hợp tổ chức 11 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút trên 5.000 lượt hội viên thanh niên tham gia với số máu hiến được là trên 3.000 đơn vị. Tham gia giúp đỡ trên 580 hộ gia đình, trên 3.120 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Bố Trạch đoàn kết sáng tạo, rèn đức luyện tài, xung kích xây dựng và bảo vệ quê hương, đại hội đã thống nhất thông qua nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019. Đại hội cũng đã hiệp thương bầu 31 đồng chí vào Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bố Trạch khóa mới, hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình thời gian tới. Ngày mai, 19 tháng 9, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng sẽ chính thức khai trương sản phẩm du lịch zipline, hay còn gọi là đu dây trên không, khám phá hang Tội và zipline tắm sông. Đây là tuyến du lịch kết hợp giữa hang động và cảnh quan thiên nhiên đang được du khách quốc tế quan tâm. Hang Tội có chiều dài 5.258 m, được phát hiện vào năm 1990, hiện đang được khai thác du lịch theo loại hình tham quan thám hiểm, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách khi đến với di sản Phong Nha Kẻ Bàng. Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã xây dựng dịch vụ zipline tại hang Tội với hai hình thức, zipline tắm sông và zipline khám phá hang động. Thời gian qua, trung tâm đã tích cực phối hợp với các đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch bảo hiểm nhằm đa dạng hóa các loại hình du lịch và tổ chức tốt các dịch vụ nổi trên nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Tỉnh Quảng Bình chủ trọng đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp. Nô nức ngày hội tổng quân ở giáo xứ Đan Sa. Trong tháng 8 năm 2014, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn giữ ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 5,5% so với tháng 7. Trong 8 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,6% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm có tốc độ tăng trưởng cao như cây linh ke thành phẩm đạt 1,45 triệu tấn, tăng 64%, xi măng đạt 960.000 tấn, tăng 14,7%, điện thực phẩm đạt 454 triệu kWh, tăng 15,5%, nước máy đạt 4,8 triệu mét khối, đá xây dựng 1,9 triệu mét khối, gạch xây dựng đạt 140 triệu viên. Tuy nhiên, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỳ đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng chung của ngành công nghiệp, như sản phẩm bia đồng chay, quặng titan, mực đông lạnh. Với lợi thế vừa có khu kinh tế cảng biển Hòn La và khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, thời gian qua tỉnh Quảng Bình đã chủ trọng đầu tư phát triển vào các khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm phát huy tích cực tiềm năng lợi thế của địa phương. Khu kinh tế cảng biển Hòn La nằm ở phía bắc tỉnh Quảng Bình với diện tích 10.000 hecta. Ngoài chức năng xây dựng và kinh doanh khu phi thuế quan, khu kinh tế cảng biển Hòn La còn đóng vai trò quan trọng trong việc cùng với quốc lộ 1, quốc lộ 12A, cửa khẩu quốc tế Cha Lo và các cửa khẩu quốc tế ở Hà Tĩnh và Quảng Trị tạo thành cửa ngõ thông thương phía đông của cả vùng Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan và tiểu vùng sông Mekong. Hiện tại cảng Hòn La cho phép tàu 15.000 tấn ra vào và đầu tư nâng cấp để tiếp nhận tàu 30 vạn tấn cập cảng. Riêng với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Quảng Bình tập trung đầu tư với diện tích 538 km2 nhằm phát triển khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo trở thành trung tâm kinh tế và đô thị phía Tây của tỉnh, là đầu mối trung chuyển, trung tâm xuất nhập hàng hóa dịch vụ cho toàn bộ khu vực Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan và tiểu vùng Mekong. Theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh Quảng Bình sẽ phát triển 8 khu công nghiệp với quy mô diện tích khoảng 2.000 hecta, bao gồm khu công nghiệp cảng biển Hòn La, khu công nghiệp Tây Bắc Đồng Hới, khu công nghiệp Hòn La 2, khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, khu công nghiệp Bang, khu công nghiệp Cam Liên, khu công nghiệp Tây Bắc Quản Hầu và khu công nghiệp Lý Trạch. Là một xã miền núi khó khăn, những năm qua, người dân xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch đã chủ trọng trồng và khai thác nhựa thông, nhờ đó nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo. Gia đình ông Phạm Quốc Khánh là một trong những hộ tiêu biểu đi đầu trong phong trào trồng thông lấy nhựa ở xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch. Năm 2001, được sự hỗ trợ về cây giống kỹ thuật chăm sóc của dự án Việt Đức, ông Khánh đã bắt tay vào trồng cây thông nhựa với diện tích 4 hecta.
Nhờ tích cực chăm sóc, tuân thủ theo đúng quy trình, đến nay gần 3 hecta thông nhiều của gia đình ông đã cho khai thác. Nhờ trồng thông mà gia đình ông Phạm Quốc Khánh có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống. Trong thông nhiều thì gia đình nó coi như là không có là cái thu nhập hàng đầu chất là hơn ngay trước, coi như không có là tiền tiện có con cái ăn học nữa, cũng không phải là khổ như mình buồn, tháng được 6 triệu. Xã Lâm Trạch hiện có trên 600 hecta thông nhựa do dự án Việt Đức hỗ trợ trồng với sự tham gia của 400 hộ dân. Đến nay, 70% diện tích thông nhựa của xã đã cho khai thác. Từ đầu năm đến nay, sản lượng thông nhựa của Lâm Trạch đạt 15 tấn. Bình quân mỗi tháng, người dân Lâm Trạch thu về từ 5 đến 8 triệu đồng một hộ từ khai thác nhựa thông. Bước đầu cho hiệu quả thu nhập từ cây thông nhựa rất có hiệu quả, thu lại đáng kể cho bà con trong cuộc sống. Xóa đói giảm nghèo ước tính cuối năm nay phấn đấu 20%, trong đó có 70% hộ thu nhập từ trồng thông. Trong chiến lược để phát triển kinh tế các năm tiếp theo, Đảng ủy ban đã họp và ban và được lấy ý kiến sau các buổi tiếp xúc của bà con đề xuất thì rừng chúng tôi còn lại là 352 ở năm là đề cao và lưng chừng đề và chuyển sang trong thông hết. Trên cơ sở xác định thông nhựa là cái chủ lực trong phát triển kinh tế, thời gian tới, xã Lâm Trạch sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phần đồng người dân chuyển đổi diện tích trồng bạch đàn kém hiệu quả sang trồng thông nhựa, phần đồng nâng tổng diện tích thông nhựa của Lâm Trạch lên gần 1.000 hecta. Trong những năm gần đây, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy đã và đang tập trung phát triển nghề nuôi ong, đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình. Phát huy lợi thế là xã vùng đồi có thảm thực vật phong phú, hiện nay gần 100 hộ gia đình ở xã Văn Thủy đã nuôi được 330 đàn ong. Nhờ nắm bắt tốt kỹ thuật, kinh nghiệm nuôi ong và phương pháp tách đàn, nên số đàn ong ngày càng được nhân rộng. Trung bình mỗi năm, một đàn ong cho từ 20 đến 25 lít mật, với giá trên thị trường hiện nay là 400 ngàn đồng một lít. Nhờ đó, nhiều gia đình đã có thu nhập hàng chục triệu đồng một năm. Hiện nay chính quyền xã đang khuyến khích và tạo điều kiện để bà con phát triển mạnh nghề nuôi ong. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 9 tháng 9, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2014, tiến 300 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cũng như những mùa tuyển quân trước, trong đợt này, công tác tuyển chọn thanh niên là con em đồng bào Thiên Chúa giáo được các địa phương quan tâm chú trọng. Ghi nhận sau của phóng viên về không khí trước ngày hội tổng quân ở giáo xứ Đan Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn. Những ngày này, người dân giáo xứ Đan Sa, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn vui hơn vì có 3 thanh niên vinh dự được nhập ngũ vào Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Trước ngày tiễn các thanh niên lên đường, Hội đồng Mục vụ giáo xứ Đan Sa cùng đại diện cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan quân sự thị xã đã đến từng nhà thăm hỏi tặng quà các tân binh. Với người dân xứ đảo Quảng Phúc, mỗi công dân luôn ý thức trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ của một công dân cũng chính là sống tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước. Giáo sư chúng tôi cũng như Hội đồng Mục vụ luôn luôn hiểu và cùng tuyên truyền cho tất cả mọi giáo dân trong giáo xứ thì chúng ta là người công giáo và sống làm sao để tốt đời đẹp đạo, kính Chúa yêu nước theo là tin mừng của Chúa Giêsu dạy, đó là người công giáo. Thì chúng tôi cũng hiểu và tất cả mọi người công dân trên nước Việt Nam này dù là tín ngưỡng hay không tín ngưỡng đều có quyền lợi và nghĩa vụ đều giống như nhau. Thì chúng tôi cũng mong muốn con em trong giáo xứ đến độ tuổi trưởng thành thì phải có nhiệm vụ để là nhập ngũ quân đội luyện để có bảo vệ Tổ quốc. Nằm ở phía đông thị xã Ba Đồn, phường Quảng Phúc hiện có gần 1.980 hộ với trên 8.900 nhân khẩu, trong đó tỷ lệ đồng bào công giáo chiếm trên 90%. Những năm gần đây, nhờ đẩy mạnh phát triển các ngành nghề kinh tế biển mà đời sống của nhân dân đã có nhiều khởi sắc. Bên cạnh đó, để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân, cấp ủy chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đồng thời chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục, động viên con em trong độ tuổi hăng hải lên đường nhập ngũ. Thì chúng tôi cũng quản triệt rất chặt chẽ, bởi vì nhất là phải lựa chọn những cái thanh niên nằm trong cái độ tuổi còn trẻ, hay là đảm bảo đủ sức khỏe và không có cái gì tật khuyết tật gì. Và những thanh niên đó đảm bảo là khi khám tuyển đều đúng đạt chất lượng, và hàng năm là cái kế hoạch tuyển giao là chúng tôi đều đạt và vượt, và bởi vì tinh thần là bảo vệ Tổ quốc là trên hết, là ý thức của người dân và kể cả là thanh niên là cũng luôn tinh thần háo hức và sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ, là không quản ngại những cái khó khăn gì. Trong hai cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc,
rất nhiều người con của xứ đạo Quảng Phúc đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Tự hào với truyền thống hào hùng của quê hương, thanh niên xứ đạo Quảng Phúc hôm nay đang tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, tình nguyện ra nơi đầu sóng ngọn gió, góp sức trẻ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Em rất vui mừng khi nhận được lệnh đi nghĩa vụ. Em xin quyết tâm phấn đấu phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh ta, phấn đấu và phát huy hết sức mình, hết sức trẻ để bảo vệ và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh và ngày càng vững chắc. Trong đợt này, thị xã Ba Đồn sẽ bàn giao 55 thanh niên cho cả đơn vị Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Sư đoàn 968 Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Bình. Trong số 55 thanh niên trúng tuyển, có 6 thanh niên là đồng bào công giáo, chiếm tỷ lệ 50% thanh niên có đạo trong diện nhập ngũ trên toàn tỉnh. Với sự chỉ đạo nghiêm túc của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đã hoàn tất. Trong quá trình tổ chức thực hiện cái nhiệm vụ chính trị nội chung cũng như là thực hiện cái nhiệm vụ tuyển chọn và gọi thi nhập ngũ, chúng tôi tập trung tuyên truyền và vận động nhân dân để thực hiện tốt cái nội dung cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, mà trong đó là đặc biệt quan tâm đến cái thanh niên đồng bào có đạo Thiên Chúa, bởi vì thị xã Ba Đồn là một trong những cái địa phương mà có rất nhiều xã phường có đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Do đó mà thì công tác tuyên truyền giáo dục về vận động nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, thì họ đã có tinh thần trách nhiệm rất cao và là có đơn tình nguyện để vào các cái đơn vị trong quân đội. Do vậy thì công tác tuyển chọn thanh niên ngũ của năm 2014 vừa qua và chúng tôi tiến hành cái khâu các bước, thì trong đó có các cái thanh niên vào đồng bào mà có theo đạo Thiên Chúa thì họ rất là nhiệt tình, sẵn sàng và sẵn sàng lên đường nhập ngũ thực hiện cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của các đơn vị. Trước ngày hội lớn, thị xã Ba Đồn nói chung và xứ đạo Quảng Phúc nói riêng đang trở nên rộn ràng náo nức. Ngày hội tổng quân tiễn các thanh niên ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã cận kề. Thanh niên xứ đạo đang xa cũng đã sẵn sàng hăng hải lên đường, gặp sức mình bảo vệ quê hương. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 13 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ vĩ bắc, 110,4 độ kinh đông, trên vùng ven biển phía đông bắc bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, cách Mông Cái, Quảng Ninh khoảng 300 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, vượt qua phía bắc bán đảo Lôi Châu, đi vào đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 13 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,9 độ vĩ bắc, 108 độ kinh đông, trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 4, cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Có mưa rông mạnh, biển động, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Ở các tỉnh đông bắc Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với áp thấp nhiệt đới, nên thời tiết trong 24 giờ tới mới thay đổi, ngày trời nắng, có mưa rào và rông vài nơi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 8 ngày 9 tháng 9, khu vực miền núi mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 9, mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ.